Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. 21 ngày trên thuyền buồm gặp sự cố của ông lão người Mỹ. Người đàn ông Mỹ sống ở Hà Nội một mình dong thuyền từ Philippines tới Nha Trang dài hơn 1.000 km, ghi lại cảnh đẹp đã gặp sự cố, trôi giạt trên biển 3 tuần. Ngồi trên thuyền buồm tối ngày 4 tháng 6, ông Queen Richard Anthony, 75 tuổi, vui mừng vì động cơ đã hoạt động trở lại. Sau một ngày được lai dắt vào cảng Sa Huỳnh, ông rất nóng lòng, muốn dong thuyền ra khơi, tiếp tục hành trình tới Đà Nẵng, sau đó về Hà Nội gặp vợ, bà Đào Thị Hiếu, 62 tuổi. Hôm qua, ông đã gọi điện cho vợ sau gần một tháng mất liên lạc do sự cố hỏng thuyền. Giờ đây anh phải bình tĩnh. Sau hai tháng lênh đênh trên biển, thuyền hư hỏng mà anh vẫn không sao là em vui lắm rồi, bà Hiếu an ủi chồng qua điện thoại. Ông Anthony sinh ra ở quốc đảo Aruba ở biển Caribe, sau đó chuyển đến Mỹ sinh sống. Cả đời tôi gắn bó với đại dương, ông mở đầu câu chuyện. Anthony kể năm 19 tuổi mình là thủy thủ trên tàu kéo. Năm 30 tuổi ông là thuyền trưởng, làm việc cho một công ty lớn trong ngành vận tải biển ở Mỹ, chỉ huy tàu kéo 5.000 mã lực, di chuyển các xà lan hàng trăm feet. Cựu thủy thủ kể, quá trình điều hành tàu kéo chở dầu, ông từng đến những vùng biển ở Nhật Bản, Đài Loan, Châu Phi, kênh đảo Panama, Alaska, Mỹ. Các chuyến hải trình hơn nửa đời người giúp Anthony thành ông già của biển, thành thạo các hải đồ cũng như có góc nhìn đa dạng về vẻ đẹp của các vùng đất ven biển. Ông Anthony từng kết hôn với người vợ Mỹ, có 4 con gái đang sống ở Washington. 30 năm trước, ông và vợ ly hôn. Từ đó Anthony trở thành người độc thân và tiếp tục sự nghiệp thủy thủ của mình, đến năm 66 tuổi mới nghỉ hưu. Trong chuyến du lịch ở Hà Nội năm 2006, ông ghé tiệm trà của bà Đào Thị Hiếu. Hai người làm quen, trở thành bạn trong gần 4 năm mới quyết định kết hôn vào năm 2009. Sau khi lấy vợ người Việt, Anthony chuyển đến Hà Nội sinh sống, đạp xe xuyên đất nước hình chữ S, thường nói với vợ rằng Việt Nam của em rất đẹp. Thời gian này, cựu thuyền trưởng ấp ủ chuyến phiêu lưu biển dài ngày bằng thuyền buồm. Trước đó ông từng lái thuyền buồm nhưng chưa bao giờ đi xa. Tôi rất yêu biển, còn vợ tôi lại không thích lắm. Vì thế tôi phải đi một mình, người đàn ông 75 tuổi thổ lộ. Tháng 2 vừa qua, ông đã sang Philippines mua thuyền buồm dài hơn 10 mét, rộng 3 mét, hai thân gắn động cơ. Sau khi dong thuyền vòng quanh các đảo ở Philippines, ngày 5 tháng 4, ông đã hoàn thiện các giấy phép xuất bến đến thành phố biển Nha Trang. Để chuẩn bị cho chuyến đi, ông mang theo bếp ga, gạo, thức ăn khô, cần câu, thiết bị lặn, cùng tấm hải đồ lớn và nhiều giấy bút để ghi chép, tính toán. Bằng kinh nghiệm đi biển lâu năm, ông tự tin sẽ đến được Việt Nam theo dự tính. Trong tuần đầu tiên, gió thổi giúp thuyền buồm chạy đúng như ý Anthony. Sau đó gió đứng vài ngày, gió đổi chiều thổi thuyền ra. Lúc này ông vẫn cảm thấy ung dung vì đã nghỉ hưu, không có lịch trình gì cụ thể nên chưa cần vội vã. Trên tàu, ngoài nấu cơm và dùng đồ ăn chuẩn bị sẵn, ông còn câu cá để luộc, nhiều nhất là cá chuồn. Khi chiều đến, ông thường nghỉ ngơi trên ghế dựa trên boong tàu, ngắm nhìn biển rồi thiếp đi mỗi khi mệt. Hơn một tháng trước, ông cập cảng Thái Lan mua thực phẩm, gọi điện cho vợ, sau đó tiếp tục hải trình. Thời điểm này biển có nhiều đợt gió lớn. Đến 14 trên 5, sau 40 ngày trên biển, thuyền bị gãy cột buồm, hỏng máy, không thể khắc phục. Nhiều năm trong nghề nhưng chứng kiến thuyền buồm nhỏ bé hư hỏng, lênh đênh giữa biển khơi khiến ông không khỏi lo lắng. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ đến Việt Nam nhưng cụ thể chỗ nào thì chưa biết, ông kể. Cho biết trước đây không ít lần tàu do ông chỉ huy đi vào vùng gió lớn trong đêm tối, thậm chí từng gặp tai nạn ở kênh đảo Panama khi tàu tông vào tường. Nhưng chưa bao giờ ông gặp sự cố thuyền gãy cột buồm, hỏng máy không thể sửa chữa như chuyến đi vừa qua. Những ngày sau đó, ông Anthony chỉ còn cách thả thuyền theo hướng gió. Ông dự tính với hướng gió thổi thuyền sẽ đưa ông đến Đà Nẵng thay vì Nha Trang. Tuy vậy do trên biển nhiều ngày, lương thực và nước uống gần hết, ông cũng lo không biết có duy trì được đến lúc vào bờ không. Ngày 3 tháng 6, khi thuyền đang trôi theo gió, thấy tàu cá Việt Nam đi qua, ông ra dấu hiệu bằng tay cần giúp đỡ. Các ngư dân đã cho tàu áp sát rồi dùng dây buộc vào, lai dắt thuyền vào cảng Sa Huỳnh trên quãng đường gần 80 km. Khi vào cảng, ông Anthony đã được nhân viên y tế đồn biên phòng Sa Huỳnh kiểm tra sức khỏe. Đồn đã hỗ trợ ông nước uống, lương thực và giúp liên lạc với vợ. Hiện, thuyền được hai thợ máy người địa phương sửa lại động cơ bị hỏng sau đó kéo tới cảng để thay cột buồm để tiếp tục hành trình. Anthony nói lúc đến Đà Nẵng sẽ để thuyền ở lại và dùng phương tiện khác ra Hà Nội, trở về với vợ. Khi điều kiện thuận lợi, ông sẽ đi thuyền buồm tới thành phố Nha Trang như mong muốn lúc đầu.
Đây là chiếc xe lăn đã gắn bó với ông Phạm Hồng Tư trong suốt hơn 40 năm qua. Không chỉ là phương tiện giúp ông di chuyển, đi lại hàng ngày, chiếc xe lăn này đối với ông còn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. 39 năm trước, 9 chiếc xe lăn này đã đồng hành cùng ông vượt chặng đường 40 km để hỏi vợ. Hơn 40 năm, nhiều người muốn ông thay thế và thậm chí sẵn sàng tài trợ một phương tiện hiện đại hơn, nhưng ông Tư vẫn nhất quyết từ chối. Bởi ông đã xem nó như một kỷ vật, một minh chứng cho tình yêu giữa ông và bà Nguyễn Thị Thanh Phương, cũng là vợ ông hiện tại. Ở cái tuổi 68, ông Tư nhớ lại thời điểm 39 năm về trước là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của ông, ngày ra mắt gia đình bà Phương. Hôm đó ông dậy từ rất sớm, đẩy xe lăn từ huyện Thuận Thành, Bắc Ninh về huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Thì hai người đã đi từ buổi sáng khoảng chắc là khoảng độ 8 giờ gì đấy. Thì đi bằng cái xe ba bánh này, vừa giật vừa đẩy, vừa tôi đi xe đạp thì đi đằng sau. Thì chỗ nào mà nó có những chỗ ngày xưa gọi là ổ voi, ổ trâu nó khó khăn nên là còn xuống một đẩy. Đẩy xong đầu tiên thì đi nó còn khỏe khỏe, còn nhanh một chút, thì sau đi chậm còn hơn người đi bộ, vì nó khó đi những cái chỗ gào nó không qua đi được. Thế nên là còn nhờ cả người ta đi đường, người ta hỗ trợ cho để cho đi. Thì mãi đến chiều khoảng 2 giờ chiều mới về đến quê. Về đến quê thì càng về gần nó càng mệt, đi nó càng chậm. Thì thứ nhất là mình ngày đó nó cũng khó khăn, là không vừa không có tiền. Hai nữa là cái đi lại, nếu mà lên xe thì mình bế lên mới xuống rất ngại, nó khó khăn nữa. Thế là bảo tôi cứ đi thế này để đi, mà hai nữa cũng thử sức xem là sức khỏe mình có thể đảm bảo được trong cái cuộc sống không. Bố mẹ bà Phương đã rất nghi ngờ vì ông Phạm Hồng Tư là một thương binh có tỷ lệ thương tật đến 91%. Một thương binh hạng nặng, có thể nói là ông đã mất toàn bộ khả năng lao động. Cho nên bố mẹ bà đã sợ rằng ông không thể đem lại hạnh phúc về một gia đình trọn vẹn cho con gái của mình. Thế nhưng chứng kiến sự nỗ lực, cố gắng của cả hai người, bố mẹ bà Phương cũng mủi lòng, đồng ý chấp nhận chàng rể thương binh này. Còn về phía gia đình ông Tư, bố mẹ ông lại quyết liệt phản đối, vì ông là con cả trong họ nên khi lập gia đình phải trở về quê hương sinh sống, trong khi bà Phương lại làm việc ở trung tâm nên gia đình ông không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Thì cũng giải thích mãi thì gia đình cũng nghe, và bây giờ cái cuộc sống của con thì là con sẽ quyết định, mà bây giờ con không về quê được, cũng nói với gia đình như thế. Phải gắn cái cuộc đời này với gọi là với trung tâm, hay là gọi là gắn với nhà nước thôi, không về nhà được. Thế thì sau đó thì mới đưa nhau về quê. Thì nhưng mà mất rồi thì nói chuyện thì bố mẹ bên nhà tôi thì cũng chỉ là nghĩ là bây giờ thương binh nặng thế này mà rồi xây dựng thì gia đình thì không biết là có đảm bảo về cả sức khỏe hay cả cuộc sống không. Thì cũng chỉ khuyên chúng tôi thôi, thì bảo là phải cân nhắc cho nó kỹ. Thì chúng tôi thì cũng đã bàn bạc với nhau, cũng đã kỹ rồi, thế nhưng mà chỉ xin ý kiến của gia đình. Thì về thì kể cả như chắc là nói bây giờ chắc là nó nghe là nó như là cổ tích, là về hỏi vợ thì chỉ có mỗi mình thôi, gọi là nếu nói như bây giờ mỗi mình chú rể, không có ai đi cả. Thế nhưng gia đình cũng rất thông cảm, bên ngoài tôi rất thông cảm, là vì tôi cũng nói về là hoàn cảnh gia đình như thế. Câu chuyện tình yêu giữa người thương binh nặng và cô điều dưỡng viên này cũng thật lãng mạn. Năm 1979, khi ông tham gia chiến trường Tây Nam, trong lúc đi tìm thi thể đồng đội, ông Tư đã ngất lịm sau một tiếng nổ chát chúa. Tỉnh dậy ở bệnh viện, ông đã nhận được tin sét đánh, cuộc sống của ông bị tổn thương vĩnh viễn. Cả quãng đời còn lại sẽ phải gắn bó với xe lăn, tỷ lệ thương tật lên đến 91%, mất gần như hoàn toàn khả năng lao động. Đau đớn, buồn tủi, người đàn ông này chưa bao giờ dám nghĩ đến việc xây dựng hạnh phúc gia đình.